Phan Duy xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp tục theo dõi chương trình Phan Duy Show với nhà thơ Tô Thủy Yên và nhà thơ Phan Xuân Sinh hôm nay. Vâng, trở lại chương trình, xin anh Phan Xuân Sinh cho biết cái khung cảnh là một nhà thơ, anh là một nhà thơ mà nhà thơ lại là một cái người lính chiến nữa, thì theo anh thấy đó thì cái khung cảnh chung chung của thơ văn hồi đó về vấn đề chiến tranh với lại cái sự xuất hiện những cái bài thơ của anh Tô Thủy Yên thì anh có thể cho biết. Cái ý kiến của anh như thế nào? Làm thơ chiến tranh đó mà người ta biết nhiều nhất cũng như hay nhất mà trong cái đánh giá của trong anh em của tụi tôi hồi đó là không có ai qua được anh Tô Thủy Yên đấy, bởi vì những cái điều của anh nói và những cái ngôn ngữ của anh dùng trong thơ nó cũng lạ đối với tụi tôi lúc đó, giữa thập niên đó đối với tụi tôi nó rất là lạ và rất là mới. Dạ vâng. Cho nên là anh là cái người mà nói về chiến tranh với một cái ngôn ngữ rất là mới. Một dịp nào đó chúng ta sẽ nói về cái ngôn ngữ thơ của anh Tô Thủy Yên. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì trong những cái bài thơ mà nói về chiến tranh, thí dụ như là bài Chiều Tranh Phá Tam Giang vừa rồi, nó có những cái mốc thời gian của cái cuộc chiến tranh, thì cái bài thơ kế tiếp đó cũng là một cái bài mà những nhà phê bình văn học nghệ thuật nói rằng là trong cái bài này thì nó nói lên được cái góc cạnh và cái thế đứng của nhà thơ Tô Thủy Yên. Nhưng đối với một người gọi là không biết nhiều về vấn đề thơ thì thấy rằng cái bài này là một cái bài phản ảnh rõ một giai đoạn lịch sử của Việt Nam khi mà bị quân Tàu lâm le chiếm những cái hòn đảo. Và cái việc mà các quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta chiếm đóng lại như thế nào, đó là bài Trường Sa Hành. Anh Phan Xuân Sinh có đồng ý như vậy? Dạ vâng, đúng. Dạ. Trong cái bài đó, anh Phan Xuân Sinh thấy là cái gì nó làm nổi bật nhất? theo suy nghĩ cho mình, không cần phải nhớ từng câu một. Dạ vâng. Thưa chị, có lẽ là cái người mà tiên đoán những cái sự việc xảy ra chỉ có là những nhà thơ, mà có lẽ là khi đọc anh Tô Thủy Yên thì mới thấy được rằng là những cái điều anh Tô Thủy Yên anh nói trước cho mọi người biết những cái chuyện nó đã xảy ra. Cho nên ngoài cái thơ của Tô Thủy Yên về ngôn ngữ của anh, về cái mới lạ của anh, trong đó có những cái điều mà anh đã nói dùm trước cho tụi này biết, tức đã nhìn thấy trước. Dạ vâng, dạ vâng. Thì thưa anh Tô Thủy Yên, như vậy cái bài Trường Sa Hành được sáng tác vào khoảng thời gian nào, và có phải là anh sáng tác trước khi quân đội Tàu chiếm cái hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa, hay là sau khi, hay là trong lúc? Dạ, tôi sáng tác cái bài này đó trong một cái coi như là cái kết quả của một cái chuyến hải hành. Sau khi quân Tàu vừa chiếm xong cái Hoàng Sa, Hoàng đang dàn quân để lâm le chiếm cái Trường Sa. Thì lúc đó tôi đi theo cái hạm đội hải quân Việt Nam Cộng Hòa để ra những cái đảo mà Việt Nam có chủ quyền. Và tôi đã ở trên đảo đó coi như là 3 tuần lễ. Trong thời gian đó, vì tôi muốn là chính mắt mình nhìn thấy những sự kiện lịch sử, cũng như là chính mắt mình thông cảm được cái nỗi gian khổ của người lính khi ra trấn ở những cái hòn đảo nó xa xôi đó. Và sau khi tôi về thì tôi đã cố gắng tôi viết cái bài thơ Trường Sa Hành này. Anh còn nhớ câu nào mà anh ưng ý nhất ở trong bài này không? Nói mình ưng ý về thơ mình thì khó quá. Cái gì cũng ưng ý hết. Dạ, nhưng mà trong nhưng mà đương nhiên là trong một bài thơ có một số câu mà mình nhớ mãi. Thì có lẽ cái câu mà tôi nhớ trong cái bài thơ này là hữu hạn nào không tuổi nhỏ nhoi. Đó.
hữu hạn nào không tuổi nhỏ nhoi. Tại đối vì... với những người dốt thơ như Phan Dĩ thì cái đó hơi khó, hơi cái là cần phải được giải thích hơn. Tuy nhiên cái bài thơ nó đã bắt đầu bằng bằng những cái lời giống như là rất là hùng hồn. Trường sa đạo chuyển choáng, thâm thẳm sầu vây, thâm thẳm sầu vây trắng bốn bề. Lính thú mươi người lạ sóng nước, đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi. Là rất tiếc là Phan Dĩ không biết bình thơ, nhưng mà chỉ có cảm thơ thôi chứ không có biết bình thơ. Hoặc là đảo hoang vắng cả hồn ma quỷ, thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên, mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh, lên xác thân người mãi đứng yên. Anh có ý kiến gì giải thích thêm cho Phan Dĩ được thấm thía hơn không? Thì cái điều quan trọng của tôi đó là trong đó, đó tôi muốn thể hiện được cái tình cảm của chính người lính trấn ở trên cái đảo đó để giữ gìn cái đảo đó. Là vì nếu cô có đi biển, sau khi một thời gian đi trên biển mà bị say sóng thì lúc cô lên trên biển rồi đó, đêm cô nằm đó, cô vẫn tưởng là cái đảo nó còn trôi đi. Đó là một cái cảm giác rất ư là thật mà tôi cố gắng tôi dùng lại để tôi diễn đạt. Bởi vì thứ nhất là để nói lên cái sự hung hãn của biển. Cái thứ hai là để nói đến cái sự nhỏ bé của cái hòn đảo đó. Dạ vâng. Tất nhiên là trong đó, đó tôi cũng có ý dùng là một cái ngụ ý là nói về cái thân phận của người, của dân tộc Việt Nam dạ, nhỏ bé trong cái cơn sóng dữ của đại dương. Dạ, dạ vâng. Dạ. Tức là những cái biến cố sau này. Dạ vâng, chính vì vậy mà cái câu kế tiếp đất liền ta gọi, nghe ta không. Đây là một cái lời kêu cứu, một cái lời gọi là thốt lên cái lời kêu gọi khi mà trong một cái đại cuộc nó quá sức là chiến tranh và cái hòn đảo đã bị chiếm giữ, thì đây là một cái lời gọi là gióng lên cái tiếng kêu gọi. Đất liền ta gọi, nghe ta không. Đập hoảng vô biên tín hiệu trùng, mở dùm ta khoảng cách đặc, con chim động giấc gào cô đơn. Đó là những câu thơ rất là đắc ý ở trong cái bài này. Và bây giờ thì Phan Dĩ muốn giới thiệu đến một cái bài khác, mà bài này có lẽ là khi đọc lên tất cả những người Việt Nam chúng ta, từ quân dân cán chính, khi mà đọc bài này có lẽ sẽ tìm thấy mình ở trong cái trong cái cơn hồng thủy của một nước Việt Nam trong sau năm 1975. Đó là bài Mùa Hạn. Anh Phan Xuân Sinh có đồng ý như vậy không? Dạ, vâng. Trong bài Mùa Hạn, anh Phan Xuân Sinh có những cái ý gì khi mà anh đọc bài Mùa Hạn ạ? Cái thật tình ra chị cũng không khi đến đây đó chị. Dạ. Chị không cho tôi biết là một chút ít cái để cho dạ. Tôi phải đọc lại những cái ấy. Vâng. Dạ. Tôi cũng nhiều đọc khi, rồi quên. Dạ đúng dạ. Rồi, có nhiều khi mình đọc dạ. Mình cảm nhận, nhưng mà nếu mà nói lại từng câu thì dạ, không thì thể nào mình nhớ được. Dạ vâng. Dạ, vâng. Như ví dụ là chị nói ấy đó thì dạ. Chị tôi đó tôi dạ, vâng. Tôi biết. Dạ. Nhưng mà mình nói mình đọc lại. Vậy thì Phan Dĩ xin đọc cho dạ. Hai anh cũng như là quý khán thính giả nghe cái bài Mùa Hạn. Ở đây địa ngục chín từng sâu, cả giống nòi câm lặng gục đầu. Cắn chết hàm răng, ứa máu mắt, chung xiềng nhưng chẳng dám nhìn nhau. Đó là cái đời tù phỏng ạ. Bước tới chân không đè đá sắt, vai trần chín rạng gánh oan khiêng. Nước khe cơm độ thân tàn rạc, sống chẳng khôn cầu được thác thiên. Xứ khổ thêm chi mùa thảm khốc, than ôi trời đã bỏ rơi dân. Nắng kim khí chảy, đá rạn nứt, nắng mà kim khí phải chảy. Gió táp rừng khô rụng cát tràn. Sông hồ nẻ đáy giếng vô vọng, muôn thú điên lầm lũi bỏ đàn. Dân làng lũ lượt kéo lên rú đi vùng kinh tế mới. Lùng sục đào khoai cũ đã khang,
côn trùng kiệt sức lìa hang ổ, lên chết thiêu trên mặt đất hừng. Ác điểu ngày đêm gào sáo xác, cơ hồ cả thế giới lâm chung. Thưa quý vị, đó là đoạn đầu của cái bài Mùa Hạn. Và nếu mà Phan Duy đọc nữa thì chắc có lẽ là không có đủ thì giờ. Nhưng mà trong bài này quý vị sẽ thấy diễn tả rõ cái hoàn cảnh của một nước Việt Nam sau năm 1975. Thí dụ như người mẹ trẻ buồn đôi mắt trũng, thân gầy nhom tóc cháy da cằn, điệu con một rúng thịt nhăn nhúm, ra ruộng khê tìm mót cái ăn. Thưa quý vị, Phan Duy đọc thơ như vậy, anh Tô Thủy Yên có nhớ lại những cái kỷ niệm cũng như là những cái tâm tình khi mà viết ra cái bài này không? Có, tất nhiên là những kỷ niệm nó không bao giờ trôi trong đầu tôi. Dạ, cái bài thơ này tôi lấy cảm hứng cái lúc mà tôi đang ở trong cái trại tù ở Đài Nghệ tỉnh. Dạ, vâng. Và đó là cái mùa, là mùa khô. Thì cô cũng biết là cái Nghệ tỉnh là cái đất nó gần Trường Sơn. Thì nếu gió Lào thổi qua thì lúc đó cỏ cây tiêu điều. Và cái mùa hè ở đó rất là thảm khốc. Đã. Và những điều tôi cố gắng mô tả trong này là những điều mà chính chúng tôi, những người tù ở tại cái trại đó và trong thời gian mùa hè đó đã chứng kiến. Thì lúc đó chúng tôi mong gì? Chúng tôi mong được một cơn mưa. Thành thử ra trong đó có một cái đoạn thơ tôi tả về cái cơn mưa. Dạ. Thì cái lúc mà trời mưa xuống thì anh em chúng tôi mừng rỡ, như là chưa bao giờ gặp một cái niềm vui nào lớn đến như vậy. Và nhìn thấy mưa mà nó chạy trên đồng trống, ở ngoài bãi trống. Dạ vâng. Thì đó là cái nỗi mừng rất là lớn. Vâng. Và tất nhiên chúng tôi liên tưởng đến cái dân tộc Việt Nam trong một ngày nào đó được cái đại hạnh là có được một cái cơn mưa. Bởi vì tôi nghĩ rằng mặc dù tôi đã viết như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ trời không bỏ rơi dân. Dạ vâng. Dạ. Trong cái tâm tình cá nhân của người làm thơ cũng như là cái cảnh thật hàng ngày, nó lồng lên một cái khung cảnh của một cái đại cuộc. Người dân thì mong mưa trong cái thời gian đại hạn, nhưng mà thực sự đó là một cái cơn mưa mà đất nước chúng ta đang mong chờ, toàn cõi đất nước của chúng ta đang chờ. Và bây giờ cái bài mà như anh Phan Xuân Sinh lúc nãy đầu chương trình anh có nói tới, đó là cái bài Ta Về, thưa anh. Yeah. Thì đó là có thể nói là một cái trường ca về cái cuộc đời của một người tù. Nhưng mà cái đặc biệt của trong thơ anh Tô Thủy Yên, không biết anh Phan Xuân Sinh có đồng ý với Phan Dị không, là cho dù cái cảnh khổ bao nhiêu, cho dù cái bi đát bao nhiêu, thì bao giờ anh cũng có những câu thơ về cuối rất là gọi là có thể gọi là hỷ xả, có thể gọi là buông thả, phải không anh? Để mong tới một cái tương lai nào nó sáng rạng hơn và nó nhẹ nhàng hơn, phải không anh? Thưa vâng ạ. Dạ, vâng. Thế thì bây giờ anh Phan Xuân cho Phan Dị biết là cái bài thơ Ta Về, chắc chắn là anh phải thuộc một vài câu ở trong đó, mặc dù là anh không có nhìn ở trong bài thơ, đúng không ạ? Và anh có những cái kỷ niệm gì về cái bài thơ Ta Về? Phan Dị, có người họ nói rằng là, cái này không biết là sự so sánh hơi quá đáng, nhưng mà có người họ nói rằng là nếu mà nói về cuộc đời của một con người trong tất cả các trạng huống, thì cái tập thơ Kiều có thể nói là diễn tả hết tất cả những trạng huống của con người trong cuộc sống, lên voi xuống chó rồi đầy đủ hết. Thì cái bài Ta Về á, nó có thể là nói như là đây là một cái trạng huống của một con người sống trong trong cái chế độ của cộng sản, bị lao tù và được thả ra và đi về lại trên cái con đường mà đất nước đã hoang tàn. Không biết anh Phan Xuân Sinh có đồng ý với Phan Dị như vậy hay không? Thưa Phan Dị, cái thực tình ra để mà so sánh với Kiều á, thì hai bên nó khác nhau khác chị nhau. À. Dạ. Kiều nó có cái khổ của Kiều. Dạ vâng. Mà anh Tô Thủy Yên cũng có cái khổ của anh Tô Thủy Yên. Dạ vâng. Mà hai cái khổ đó nó cũng khác nhau. Dạ. Tuy rằng nó đều là khổ hết, nó là một cái chiều dài. Dạ, 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 dạ. Nhiều cái khổ của anh Tô Thủy Yên thì nó cay nghiệt, cay nghiệt. Dạ, bởi vâng. Vì
ở trong một cái khoảng thời gian 10 năm. Dạ vâng. Mà sống ở ngoài 10 năm với chế độ đã thấy một cái khổ rồi. Vâng. Mà sống ở trong tù của cái chế độ đó thì nó khổ biết bao nhiêu nữa. Dạ, vâng. Mà chịu 10 năm một nhà thơ mà chịu 10 năm như vậy thì cũng là một cái điều mà khó ấy lắm. Dạ vâng. Có lẽ anh Tô Thủy Yên thì cũng là một người trong 100.000 người đã phải chịu đựng cái chế độ khắc nghiệt, tàn ác và có thể gọi là vô nhân vị. Họ cố gắng họ chà đạp cái để cho mình không còn cái tính con người nữa. Nhưng may mắn thay, phải nói một điều là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, thơ vẫn là một cái nguồn hy vọng, thơ vẫn là một cái món ăn tinh thần để mà nuôi nấng cái niềm hy vọng của con người và nuôi nấng cái sự cái tinh thần để mong có một cái ngày mà được giải thoát ra cái hoàn cảnh khó khăn đó, phải không ạ? Thì trong cái bài Ta Về, đây là một cái bài có thể gọi là rất là nổi tiếng sau sau khi mà những cái chương trình tù cải tạo coi như là được bắt đầu được giảm dần dần đi đó, thì ở quốc nội cũng như là ở quốc ngoại chúng ta đã nghe đến những cái câu thơ trong bài Ta Về này rất là nhiều. Thì cái bài Ta Về này bắt đầu là: Ta về một bóng trên đường lớn, thơ chẳng ai để vạt áo phai, sao vẫn nghe đau mềm phế phủ, 10 năm đá cũng ngậm ngùi thay. Ở đây Phong Dị chưa nói đến cái tính chất mà ca dao lồng trong thơ của anh Tô Thủy Yên. Thí dụ như là thơ chẳng ai để vạt áo phai, ta về sao anh? Người về ta chẳng cho về. Đã người về ta chẳng cho về. Ta nắm lấy áo. Ta để câu thơ đó. Chứ vị thấy là ở trong cái câu thơ đó nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa cũng như là những cái xúc tích. Vĩnh biệt ta 10 năm chết dấp chốn rừng thiêng yểm tiếng miền thu. 10 năm mặc sạm soi khe nước ta hóa thân thành vượng cỏ sơ. Có những câu ở trong bài này có thể gọi là 4 cái câu mà được truyền đi nhiều nhất và nổi tiếng nhiều nhất, đó là: Ta về cúi mái đầu sương điểm, nghe nặng từ tâm lượng đất trời. Cảm ơn hoa đã vì ta nở, thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Cũng như những câu: Ta về khai giải bùa thiên yểm, thức dậy đi nào gỗ đá ơi, hãy kể lại 10 năm mộng dữ, một lần kể lại để rồi thôi. Anh có thể cho quý khán thính giả biết một chút xíu về cái kỷ niệm của cái bài thơ này. Tất nhiên là tôi viết cái bài thơ này trong thời gian mà tôi được nghe theo lệnh là được thả tôi ra. Thì cô biết là theo cái tập tục của cái trại giam của tôi cũng như là ở nhiều trại giam khác, là khi người ta thả một tù nhân ra đó thì người ta mới gom những tù nhân đó vào trong một cái khu riêng biệt. Để chờ đợi làm thủ tục. Thì trong thời gian đó, mỗi ngày chúng tôi vẫn phải đi ra rừng để đốn củi, để chặt cây. Nhưng mà vì chúng tôi được thả ra rồi, thành thử ra người ta nghĩ rằng chúng tôi không cần, sẽ không trốn trại nữa. Thành thử ra khi chúng tôi đi ra đó thì chúng tôi đi một mình. Với con dao và không có ai kiểm soát chúng tôi hết. Và chúng tôi đi như vậy được cái dịp để đi thăm thú lại những cái nghĩa địa mà các bạn tôi đã nằm xuống ở đó. Và cái bài thơ này đó là tôi viết đó khi tôi trên đường về. Trên đường được về, vâng. Về rất tiếc là chúng ta không có nhiều thì giờ để nói thêm nữa. Nhưng mà cái bài này cũng đã nói một cách rất là ngắn gọn. Ta về như hạt vàng thương nhớ, một thuở trần gian bay lướt qua. Đó là một cái tư tưởng rất là Phật giáo, rất là đông vô phương. Thường, đông phương. Ta tiếc đời ta xa hữu hạn, đành không trải hết được lòng ta. Vâng, thưa quý vị, dù cho có bao nhiêu thì giờ đi nữa, cũng chưa nói được những cái đặc biệt của thơ anh Tô Thủy Yên. Phan Dị rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và trước khi chấm dứt chương trình, xin mời anh
Phan Xuân Sinh gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chào quý vị. Nói về anh Tô Thiệu Yên thì nói mãi không hết đâu. Dạ vâng. Cho nên thôi, bây giờ tôi đến cái chỗ mà hết giờ rồi. Thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trình bày hôm nay. Kính chào quý vị. Dạ vâng. Xin mời nhà thơ Tô Thiệu Yên. Dạ, thưa kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn sự lưu tâm của quý vị. Dạ vâng. Phan Duy rất là cảm tạ quý khán thính giả đã theo dõi chương trình The Phan Duy Show. Hẳn nhiên lúc nào Phan Duy và chương trình cũng mong muốn được nhận ý kiến phê bình xây dựng của quý khán thính giả để cho chương trình mỗi ngày một phong phú hơn. Quý vị có thể gửi thư về đài Van TV và đề là Phan Duy Show, hoặc là gửi về email cho Phan Duy wfgduy@aol.com. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và bây giờ, trước khi chia tay, Phan Duy xin gửi lại quý vị những âm vang của bài thơ Ta Về. Ta về như bóng ma hờn tôi, lục lại thời gian kiếm chính mình. Ta nhặt mà thương từng phế liệu, như từng hài cốt sắp vô danh. Ngồi đây nền cũ nhà hương hòa, đọc lại bài thơ buổi thiếu thời. Ai đó trong hồn ta thổn thức, vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi. Ta về như hạt vàng thương nhớ, một thuở trần gian bay lượn qua. Ta tiếc đời ta sao hữu hạn, đành không trải hết được lòng.